Với 20 tập, mỗi tập gồm 215 bài thơ, Bổng Nguyệt của tác giả Võ Minh Tâm đã được ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh và đón nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả. Bổng Nguyệt như một bức tranh đa sắc vẽ nên muôn mặt cuộc sống với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Với ngôn ngữ giản dị, mộc mạc nhưng đầy chất thơ, Bổng Nguyệt đã đi sâu vào lòng người đọc, khơi gợi những suy tư, trăn trở về cuộc sống. Thơ Võ Minh Tâm như tiếng chuông thức tỉnh, giúp con người nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống và hướng đến những điều tốt đẹp. Không đơn giản là trong một khoảng thời gian cũng ngắn mà tác giả đã có thể sáng tác ra được tới 20 tập thơ, mà mỗi tập tới hơn 200 bài. Thì có nghĩa là nó đâu đó khoảng cỡ hơn 4.300 bài thơ. Khi tôi cầm cái cuốn tập thơ Bổng Nguyệt lần đầu tiên thì tôi rất là xúc động. Thật sự là những cái vần thơ ở trong đó đã lột tả được rất là chân thật cái đời sống hiện thực của con người. Tập thơ là sự kết hợp độc đáo giữa thi ca và Phật Pháp, được trao tặng miễn phí đến quý độc giả qua fanpage Thơ Pháp Bổng Nguyệt. Sách thơ của Võ Minh Tâm mang giá trị nghệ thuật và triết lý sâu sắc, góp phần làm phong phú thêm kho tàng thơ ca Phật Pháp Việt Nam.